tin rằng con người có thể thay đổi. Khi tiếp xúc với việc thiện hoặc là việc ác của người khác, niềm hy vọng này dành cho những tâm hồn cao thượng. Vận mệnh của con người được quyết định từ nơi hạnh nghiệp của họ gây ra. Chúng ta sinh ra trên đại địa này, mọi cảm thọ đều là khổ. Trong thế gian luân hồi này, đầy ắp những khổ đau bi thương. Thế gian lại không phải là nơi để dừng chân của khổ đau. Thế gian này là nơi cư trú của bậc giác ngộ. Nhưng bậc giác ngộ cần phải biết thức tỉnh. Bây giờ, đây chính là trách nhiệm của các con. Vô minh sinh ra đau khổ, ưu sầu và vọng niệm, nóng giận, tham lam, ngã mạn, tự phụ, ganh ghét đều là do vô minh sanh khởi. Ảo tưởng sẽ dẫn dắt con người vào đường xấu. Tuy là hai tướng, nhưng sống và chết không có sự khác biệt, mà nó là một thể. Chúng ta bị nhận thức sai lầm làm chướng ngại. Một khi dẹp trừ được tất cả mọi chướng ngại, thì toàn bộ sinh mạng của chúng ta sẽ hoàn toàn độc lập, không ỷ lại, không vướng mắc. Giới, định, tuệ và tám con đường chân chánh có thể phá trừ tất cả nhận thức sai lầm. Ta nhắc lại thêm một lần nữa, đó chính là chánh kiến, đó chính là chánh tư duy, đó chính là chánh ngữ, đó chính là chánh nghiệp, đó chính là chánh mạng, đó chính là chánh tinh tấn, đó chính là chánh niệm, và đó chính là chánh định. Đêm dài thâm thẳm, đối với người mất ngủ, đường dài xa xăm. Đối với kẻ mỏi chân, và đối với người sống trong lầm mê. Nhà biết khi mà mình lao tượng Phật á, phải dùng mới nha cả nhà. Khăn này cũng khăn mới, ngày qua cũng mới mua, hai cái khăn là cũng mới mua, xô cũng xô mới chứ không được lấy xô cũ, mà không được lấy cái xô trong làm nhà, trong nhà tắm, nhà vệ sinh mà mình ra mình hứng nước mình lao Phật làm vậy thì cảm thấy nó, mình người phàm đã sử dụng rồi mà mình lấy cái đó mình sử dụng cho Phật thấy không, tôi thấy không, nó không đúng, nên tất cả rồi mới hết. Tuy là xô nhựa người ta cũng tái chế lại nhưng mà nó được chưa lần nào sử dụng thì coi như là đó cũng là cái xô mới, thì mình mới sử mua về mình dùng, mình lao ấy cho Phật được. Sau khi mình dùng lao Phật xong thì cái xô đó mình, một là mình để dành sử dụng lao Phật không luôn, còn khi mà không lao nữa thì mình mới có được dùng được duyên. Có nhiều người không biết, thường thường hay có nhiều người, đôi khi cũng có một vài người, người Phương hay thấy họ nghĩ là những cái xô sử dụng mình có thể lấy sử dụng lại, không được, phải đồ mới hết thì nó tốt hơn. Mình thì nó cũng thấy nó gì nó cũng sạch hơn đồ cũ một tí. Phương à,
biết sau khi Đức Phật đã giác ngộ trở về và đã thuyết giảng cho năm anh em Chùa Trường Như, và bài pháp hỏi đầu tiên cũng là bài Tứ Diệu Đế.